Ngay cái vị trí này là ngay cái vị trí ngã ba nha anh chị. À, đường đó ô tô vẫn vô được, nhưng tới đó luôn nha anh chị. Còn cái hướng bên đây là anh chị đi thông về hướng Kinh Sáng nè anh chị, Kinh Nguyễn Tấn Thành đó anh chị. Ngay vị trí này rất là rộng luôn. Và hôm nay nhà đất Minh Xem Tiền Giang có về xã Long Định của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang. Tên con đường đa ô tô này nè, để quay giới thiệu cho anh chị mình một cái ngôi nhà nhỏ và cái mảnh đất vườn nha anh chị. Có tổng diện tích là 1974 m², tức là gần 2000 m² đó anh chị. Đây là ngay vị trí là công ty rau quả Tiền Giang, nó nằm bên đó nha, thành ra cái tấm tường người ta sẽ kè bên đó, còn đất mình bên đây nha anh chị. Và cái hướng này anh chị đi thông ra quốc lộ 1A, khoảng cách đâu đó tầm khoảng 300-400 m là tới nha anh chị. Nó hai đường đi lận quẹo bên đây, quẹo ra liền thì khoảng 200 m à. Còn đi xuống dưới đường kia ra ngay chỗ cái xăng Minh Dũng á thì khoảng 400 m. Nhưng mà ở đây mình đi đường nhỏ bên đây, mình qua bên kia. Nói đường nhỏ chứ cái đường đó thì dẫn ô tô 7 chỗ vào được luôn nha anh chị. Tại xưa giờ đi đường bên kia quen rồi. Thành ra từ đây mà anh chị đi qua tới ủy ban dân xã Long Định, qua ngay vị trí là chợ Long Định đâu đó tầm khoảng chỉ có 500 m là tới anh chị. Thì bên đó đâu cũng có từng học đồ đầy đủ luôn. Và cái địa chỉ mà ngôi nhà nhỏ và cái mảnh đất vườn hôm nay em giới thiệu là thuộc về xã Long Định của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang. Đó, ngay vị trí này là ngay cái vị trí ngã ba đường. Ở đây thì ra quốc lộ 1A về ủy ban xã, còn đây thì anh chị đi thông về đường Kinh Nguyễn Tấn Thành rồi mới đi vô tông đường huyện lộ 38 rồi luôn. Ở đây thì điện nước và wifi đều có đầy đủ hết, cho nên vấn đề điện nước và wifi thì anh chị mình an tâm. Và cái mảnh đất vườn và ngôi nhà nhỏ hôm nay thì nằm bên đây nha anh chị, là cái ngôi nhà này đây, nó gần ngay cái ngã ba, không bị ngã ba đâm vào nha anh chị. Tính từ miếng này nha anh chị, mình đo dài qua bên đây đó, mình qua tới ngay chỗ mí bên đây, ngay mí gào luôn, có gào hết rồi, thành ra ranh giới mình có rõ ràng luôn. Đó, qua tới đây là mình có 13m50 mặt tiền, và chiều sâu cạnh bên đây đi sâu vào là 116m, còn cạnh phía bên kia đi sâu vào 96m, đá qua chữ L 18m, tiếp tục đi sâu xuống 20m, phía sau hậu mình thì 30m nha anh chị, cho nên nó có tổng diện tích là 1974 m², tức là gần 2000 m². Đó, hiện tại chủ gửi cho nhà đất Minh Xem Tiền Giang bán cái căn nhà bên trong này và cái thửa đất diện tích này nè. Trước khi bước vào bên trong thì em xây về hướng mặt tiền của ngôi nhà và đất mình luôn. Ngôi nhà và đất mình thì xây về hướng Tây, cho cô chú anh chị nào mà hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay cái vị trí ngôi nhà của mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thời gian đi là 18 phút, khoảng cách là 12 km. Còn anh chị nào mà ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới ngay vị trí ngôi nhà và đất của mình, thời gian đi là 56 phút, khoảng cách là 56 km luôn. Còn anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh, em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Mà anh chị về tới ngay vị trí em đang đứng đây, thời gian đi là 1 giờ 17 phút, khoảng cách là 64 km. Đó là vừa rồi em đi lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Rồi bây giờ em sẽ di chuyển vào bên trong cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể bên trong luôn. Tại ở đây là mình được cái là mình gần quốc lộ 1A, rồi mình gần chợ, rồi mình gần ủy ban, gần trường học luôn. Mà thường gần quốc lộ 1A thì vị trí nó rất là đẹp nha anh chị. Nó đây là có một cái ngôi nhà nhỏ thôi, nhưng mà ngôi nhà này thì không tính đi, chỉ có cô ở đây à. Rồi bên hông mình còn khoảng trống bên đó nữa nha anh chị. Ở nhà nhỏ thì không tính, thôi khỏi quay bên trong. Đây, bên đây mình còn phản trống bên đây nữa nè. Nè, thì diện tích của mình ngang phía trước mặt tiền đường đan của mình là 13m50. Và cái chiều sâu cạnh mặt tiền nhìn vô, bên trái đi sâu vào 116m, còn cạnh phía bên phải đi sâu vào 96m, đá qua chữ là 18m, tiếp tục đi sâu xuống 20m. Phía sau hậu của mình thì 30m nha anh chị, tổng diện tích là 1974 m². À, anh chị thấy ha, đây là phía sau của mình có một vườn, vườn trái cây. Nổi tông gạo là của mình hết cô? À, bên đây là thuộc, bên đây là tụi tôi á, cầm cái dịch đi tới đụng dưới là thôi. Dạ. Có cây cầu rồi qua rồi con là không thể mà về, đi về nó khỏi gì vậy, có gì sẵn. Dạ, có dừa, tông ca, ca cao hay gì cô? Dạ.
đây có cây ớt, ớt đó. Đây là cái mảnh đất vườn của mình nè. Nhà nhỏ thì em khổ quay nha, bởi vì đất mình là cây lâu năm, chưa có thổ cư, coi như nhà không tính đi. Thành ra cái vị trí này thì được cái là mình gần chợ, trường học, ủy ban, gần quốc lộ 1A. Sau này anh chị về mình có thể là cải tạo lại, mình cất một cái nhà mới, mình lên thổ cư, mình cất cái nhà mới, nhà bự đẹp, ngay vị trí cũng đẹp. Thì hiện tại chủ gửi cho nhà đất Minh Xem Tiền Giang bán, tổng diện tích là 1.974 m², ngang mặt tiền 13.5 m, chiều sâu một cạnh đi sâu vào là 116 m, và một cạnh đi sâu vào 96 m, phía sau mình nở hậu ra là 96 m đá và chỉ ăn lờ, 18 m tiếp tục đi sâu xuống 20 m nữa, và phía sau nở hậu là 30 nha anh chị. Cho nên nó ra tổng diện tích là 1.974 m², cây lâu năm, chưa có thổ cư. Giá hiện tại chủ gửi cho nhà đất Minh Xem Tiền Giang bán là 3 tỷ hết đất. À, tính ra 1.500 tỷ cho một 1.5 tỷ, gần 1.500 tỷ cho 1.000 m². Anh chị nào quan tâm tới cái ngôi nhà này thì cũng có thể liên hệ cho Minh Xem theo số điện thoại là 039 545 4645. Rồi em sẽ dẫn anh chị mình về xem, gặp trực tiếp với chủ, nói chuyện với chủ nha. Đó, cacao đang cho tái luôn nè anh chị. À, anh chị thấy đây ha. Để em đi xuống cái cạnh đá và chữ L cho anh chị mình xem. Đây thì có một cái chòi để đồ anh chị. Để đồ này. Ngày xưa thì cái nhà nhỏ đây, xa quá sau này cô đôn lên trên kia. Rồi giờ để lại cái chòi. Đây thì mình gần cái tủ điện. Nhưng mà điện thì bên đất người ta, em nhìn trong sổ thì nó không có dính. Đây, cây cacao này tọng chắc cũng lâu lắm rồi, cái cây này rất là bự luôn nè anh chị. Đó, cũng cho tái nữa nè, tái nó cũng rất là to luôn. Để em tới cái phạm vi đá chuyển lợi cho anh chị mình xem nha. Bên đây thì cũng có hàng rào này là bên mình luôn nè, bên mình cầm á anh chị. Chín mươi sáu mét mới đá qua chuyển lợi. Thì anh chị nào quan tâm thì cứ kết bạn Zalo với em theo số điện thoại trên màn hình. Rồi em sẽ gửi sổ hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem chi tiết cụ thể luôn. Tại vì đó là một cái sổ là cái hình thu nhỏ đó anh chị. Mình nhìn vô gọn gàng, nhìn dễ thấy lắm. Còn em đi quay đây là quay ngoài thực tế, coi trong đất mình có gì không. Trong đất mình thì cây ăn trái, chứ sạch đẹp không màu mã nha anh chị. À, thì có vườn cacao cũng đang cho trái rất là nhiều. Dưới có dừa nữa, rồi có sen chuối vô nữa. Dạ. Dạ dạ, chú ra tước giùm con đi. Chú lên tước đi lát con ra. Dạ dạ dạ. Rồi, ra tới đây mình đá chuyển lời này nha anh chị. Thành ra ngoài sau mình một cục này nó cũng rất là bự luôn. Đó, tới đây là mình đá chuyển lời nè. Cạnh nãy em nói là phía bên phải đi sâu xuống 96 m nè. Nó mình đá qua chuyển lời khoảng 18 m đó. Tiếp tục đi sâu xuống 20, phía sau hậu mình thì 30 nha anh chị. Cạnh bên đây một tục thẳng xuống luôn. Tục thẳng xuống luôn là 116 m. Wow, cacao tái nè anh chị ơi. À, anh chị thấy hàng rào ha. À, hàng rào kiên cố. À. Đó, trời ơi tái, thấy quá trời luôn anh chị ơi. Thì giá là 3 tỷ hết đất nha anh chị. Thì anh chị nào có quan tâm thì cứ alo cho mình xem. Rồi mình xem sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem. Được thì anh chị mình mua cái vườn dừa và cacao này nha. Bên trong có ngôi nhà nhỏ. Nhưng mà ngôi nhà nhỏ quá thì em nói là không tính đi. Đó, nhìn chị nhìn tổng quan nguyên cái vườn cacao này nè. Cacao thì nó cũng dễ chăm sóc. Đây ha. Đây thì cầu qua mấy cái ao á, thì cũng có bắt cầu bê tông hết rồi. Sau này anh chị mua thì cũng để lại chứ không ghim đi gì hết nha anh chị. Nó anh chị ra tới mía đó đó,
rồi mới đi sâu xuống khoảng 20 nữa nè. Ở phía sau mình nở ra 30 nè. Bên đó mình có nhà người ta nữa, có ranh giới đồ rõ ràng. Xung quanh mình đều có lưới gào 70 hết luôn. Cho nên cái vấn đề lưới gào thì anh chị mình cũng an tâm. Có hết trơn à. Rồi đến đây thì em cũng xin cảm ơn chị mình đã xem hết video của em. Nếu như chị nào thấy phù hợp, vị trí địa chỉ là xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ngang phía trước mình 13,5 m mặt tiền. Và chiều sâu của mình là một cạnh đi sâu vào là 116 m, một cạnh đi sâu vào 96 m, đá vào chữ L. 18 m, tiếp tục đi sâu xuống 20 m. Phía sau hậu mình là 30 m nha anh chị. Tổng diện tích là 1974 m², cây lâu năm chưa có thổ cư. Bên trong mình vườn cacao và dừa, và có một căn nhà nhỏ nha. À, giá là chủ gửi em bán là 3 tỷ. Quan tâm 0395454645. Em sẽ dẫn anh chị đến xem, được anh chị mua. Gần quốc lộ 1A, cách chỉ có 300 m. Tới ủy ban xã chợ Long Định rồi kia khoảng 500 m nha anh chị. Đó, rồi em xin chào anh chị. Hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.